những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 30 tháng 11, tiến hành theo 2 đợt. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân thành phố Hà Nội chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ đền bù. Hỗ trợ chúng tôi bằng chưa được 7 triệu một mét đất thì hỏi rằng chúng tôi đi đâu về đâu. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Triều Tiên cáo buộc máy bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của Bình Nhưỡng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chuyển động 365 được phát sóng hàng ngày trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 42 nội dung, nhóm nội dung, trong đó có 30 nội dung thuộc công tác lập pháp, 12 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 28 ngày rưỡi, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 30 tháng 11, tiến hành theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 tới ngày 13 tháng 11 và đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng thư ký Quốc hội hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp đối với nội dung cần thiết, xin ý kiến tại cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội với Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng định hướng một số nội dung bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 với tinh thần những dự án luật nào được chuẩn bị kỹ mới đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu, chính phủ các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định. Chủ tịch Quốc hội lưu ý kỳ họp với tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, những vấn đề thuộc chính phủ quyết định giao chính phủ, không luật hóa nghị định thông tư, từng bước nâng tính chuyên nghiệp trong xây dựng pháp luật. Đồng thời giao ban dân nguyện làm tốt công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp. Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội tham mưu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhóm vấn đề để chất vấn. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật dữ liệu. Theo đó cần nghiên cứu quy định về dữ liệu mở để huy động nguồn lực dữ liệu cá nhân. Cơ quan thẩm tra cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, luồng dữ liệu xuyên biên giới ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có khung pháp lý rõ ràng để quản lý. Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, cần quy định về dữ liệu xuyên biên giới để thúc đẩy dòng chảy dữ liệu, bảo đảm chủ quyền số quốc gia, đồng thời nghiên cứu quy định về dữ liệu mở. Nói chung là cái xu hướng xây dựng dữ liệu của các quốc gia thì nó cũng chỉ không trông đợi vào các cái dữ liệu của các cơ quan của nhà nước. Mà cái này thì ở trong luật giao dịch điện tử đã có cả một cái điều quy định liên quan đến dữ liệu mở của cơ quan nhà nước rồi. Thế mà đây là dữ liệu của các cái tổ chức, của các cái cá nhân, đặc biệt đó là người dân, đấy, của doanh nghiệp. Đấy. Mà đây nó mới là một cái nguồn lực mà rất là vô tận và phong phú. Và như thế thì qua cái luật dữ liệu này mà nếu mà có những cái chế định về dữ liệu mở đấy, thì chúng ta có thể huy động được rất nhiều những các cái nguồn lực đấy, của xã hội. Mà của nhà nước thì chắc là khó có thể đáp ứng được. Và trong thực tế thì chúng tôi thấy được là có rất nhiều những các cái hoạt động có thể thấy được là các cái dữ liệu của cá nhân rồi cộng đồng đưa lên. Ví dụ như dự báo thời tiết, ví dụ như giao thông, vận tải. Liên quan đến vấn đề phát triển và xử lý quản trị dữ liệu thì chúng tôi sẽ rà soát và chỉnh lý để quy định rõ cái quy định về việc quản lý sử dụng đối với dữ liệu mà do các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội. Và chúng tôi sẽ xử lý cái dữ liệu do cá nhân hoặc là các tổ chức khác thu thập, tạo lập để đảm bảo thuận lợi trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đấy cái ý kiến cũng băn khoăn của anh Huy ở Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu giữ vai trò quan trọng, vừa là tài nguyên, vừa là nguồn lực, là động lực phát triển. Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục cung cấp thêm kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này, ra soát để thể chế hóa quan điểm của Đảng về chuyển đổi số. Đây là dự án luật khó, có tác động sâu sắc đến quá trình chuyển đổi số, nhiều vấn đề mới quy định tại nhiều luật, do đó cần nghiên cứu để tránh chồng chéo và có chính sách đặc thù vượt trội. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã thực hiện được gần 30 năm, nhưng tới nay dự án này vẫn là điểm nóng về các khiếu nại, khiếu kiện của thành phố Hồ Chí Minh. Lối vào gạch đá lởm chởm, những dãy nhà, những căn phòng xuống cấp, tạm bợ,
Đây là nơi sinh sống của nhiều hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã thực hiện gần 30 năm nhưng tới nay vẫn còn rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này, còn khiếu nại, khiếu kiện khắp nơi do chưa chấp thuận phương án bồi thường tái định cư. Nhà tôi là có hả là 600 mấy chục mét, gần 700 mét, nhưng bây giờ đền giá 200 ngàn một mét. Mà tôi không chịu thì lại đền cho tôi là kêu tôi là cấp cho tôi chỉ cái chung cư có 20 mấy mét thôi. Còn bao nhiêu, còn cái chung cư thì cấp được cái chung cư 50, 60 mét gì đó là phải tôi phải bù tiền vào. Rồi nói nhà tôi đông, rồi cho tôi mua thêm một cái chung cư xã hội gì đó để trả góp cho gì tôi không rành. Đó, nhưng là gia đình tôi là không có chịu như vậy, tôi không chịu như vậy. Bức xúc vì những sai phạm trong quá trình thu hồi đất, không đồng tình với phương án bồi thường tái định cư khi thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại các kỳ tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cử tri liên tục kiến nghị yêu cầu chính quyền thành phố sớm giải quyết. Thì thanh tra chính phủ có kết luận rằng nhà tôi ở vị trí 4,3 ha, khu phố 1 nằm ngoài quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nên hành vi cưỡng chiếm nhà tôi ngày 31 tháng 7 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2 phải khởi tố hình sự. Trong cái 1483 là còn lại 144,6 hectare chưa có quyết định thu hồi đất. Nhưng mấy ông đã giao cho 51 dự án. 51 dự án đó là giao cho ai? Các ông phải trưng bày ra, phải trả lời cho người dân biết. Nếu mấy ông không giải quyết được thì mấy ông trả đất lại cho chúng tôi. Cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần tổ chức giám sát việc giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của người dân về công tác thu hồi bồi thường tái định cư tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhất là việc làm rõ phần đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh có thực sự nằm trong danh quy hoạch hay không. Nếu có, phải trưng rõ bản đồ quy hoạch để người dân được biết. Chiều nay tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9 năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 28,5%. Cả nước vẫn còn 37,6 triệu lao động chưa qua đào tạo, cho thấy thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cho người lao động. Các ý kiến tại hội thảo đã tập trung thảo luận về những giải pháp để đẩy mạnh đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong thời gian tới, như trước mắt ưu tiên ở một số ngành nghề lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế nhằm tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, chú trọng các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đầu tư nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực có tay nghề cao, làm cơ sở định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho người học, quan tâm, thực hiện tốt việc hướng nghiệp, phân luồng đối với học sinh trung học phổ thông, tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp. Các tham luận là sự chia sẻ kinh nghiệm, kết quả thực tế, thiết thực, cung cấp các nội dung cho việc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 37 ngày 6 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Thưa quý vị, việc đầu tư mở rộng đường giao thông luôn là chủ trương trúng và đúng của thành phố Hà Nội suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên là tại dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân lại đang có vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Thời gian qua thì người dân cũng liên tục gửi phản ánh tới truyền hình Quốc hội Việt Nam về việc chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ đền bù. Theo phản ánh của người dân, trước khi có quy hoạch dự án vào năm 2015, các hộ dân thuộc dãy số nhà chẵn đều sinh sống ổn định lâu dài, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Thế nhưng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ có, hộ không, dẫn đến nhiều bất cập trong đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nguồn gốc đất được xác định là đất lưu không, nhưng chưa có quy định trong văn bản pháp luật. Chúng tôi cũng đồng thuận để dự án mở đường, nhưng phải có chỗ ăn, chỗ ở cho bà con mà phải có đền bù giá cả như thế nào. Hỗ trợ chúng tôi bằng chưa được 7 triệu một mét đất, thì hỏi rằng chúng tôi đi đâu, về đâu. Nguồn gốc đất là nhà tôi là rất là rõ ràng, thực sự ra là có xác nhận của Ủy ban phường Thanh Xuân Trung, bà Đỗ Thị Khảo đã xác nhận năm 1997. Thì bây giờ không có lý do gì mà lại bảo là đất nhà tôi lấn chiếm, như thế là thực sự là quy trục cho chúng tôi một cách vô lý. Việc mở đường Nguyễn Tuân được người dân đồng thuận, tuy nhiên mong muốn hiện nay là tạm dừng các quyết định cưỡng chế để làm rõ các kiến nghị của người dân. Cấp chính quyền xem xét
về nguồn gốc đất của chúng tôi và đền bù cho chúng tôi, chứ không được là hỗ trợ. Vì nguồn gốc của chúng tôi là nguồn gốc đất đã được pháp luật bảo hộ, đền bù chúng tôi là 100% cái khung giá đất mà pháp luật đã quy định. Trước những kiến nghị của người dân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Thanh Xuân đã đề xuất lên Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng các cơ chế hỗ trợ đặc thù cho người dân. Tất cả những cái ý kiến của người dân, kể cả đơn kiến nghị hay đơn khiếu nại, chúng tôi đều phải xem xét. Đấy, trên khía cạnh là gì? Đảm bảo cái quyền lợi tốt nhất cho người dân. Đấy. Cho nên là kể cả sau khi là chúng tôi cưỡng chế, chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét và giải quyết các cái đơn của người dân. Đấy, để đảm bảo cái quyền lợi tối đa cho người dân. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, ngày 14-15 tháng 10 sẽ tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân chưa đồng thuận để tạo mặt bằng triển khai dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân. Sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp, 4 căn nhà của người dân tại khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phần công trình phụ và tường rào của các hộ dân bị sụt lún có nguy cơ sạt lở tiếp tục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Theo người dân địa phương, thì nguyên nhân chính của vụ sạt lở là do chủ đất phía sau múc đất để lấy mặt bằng, nhưng lại không xây dựng hệ thống bờ kè chắc chắn. Việc khai thác đất đã khiến đất bị xói mòn, gây mất ổn định và dẫn đến sạt lở khi gặp mưa lớn. Trước tình hình trên, thì lãnh đạo thành phố Đồng Xoài đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và đưa ra các giải pháp khắc phục. Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường giao thông trọng yếu của quốc gia, có lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Tuy nhiên là nỗi lo lớn nhất là thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa. Gần 250 km từ Quảng Nam đi Tây Nguyên qua tỉnh Kon Tum đang là nỗi ám ảnh đối với tài xế đường dài. Đây là đoạn đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Một ngày mưa lớn, nước lũ mang theo đất đá từ đồi núi chảy xuống đường. Khi trời sáng, lái xe có thể quan sát, nhưng ban đêm, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Nó có nhiều cái nó bất cập, nhất là cái vấn đề bây giờ đến mùa mưa, mà đường xá sửa chữa thì không đồng bộ được. Xe đi đêm, sương mù rất dày, rất là nguy hiểm. Mặt đường thì làm ra là được một thời gian thôi. Đến mùa mưa lũ thì thường xuyên nó xảy ra ách tắc giao thông về sạt lở. Nhất để đảm bảo thông suốt thì đơn vị bảo trì chúng tôi là đã tập trung huy động máy móc thiết bị trên toàn tuyến để rải đều trên các hạt để mà đảm bảo giao thông kịp thời. Đèo Lò Xo nối giữa Quảng Nam và Kon Tum là đoạn tuyến xung yếu nhất, nhưng có 40 km bị xuống cấp hư hỏng nặng. Đơn vị quản lý bảo trì sửa chữa nhưng còn chậm. Mùa mưa nào thì nó cũng sạt đất từ trên ta lưu đi xuống, rất là nguy hiểm và tắc đường. Thì nhà thầu chúng tôi đang khẩn trương thi công nhanh cái cống này để mà thông xe tới hai làn. Lưu lượng xe tải lớn nên đi nó bị hư hỏng nhiều vị trí. Và đơn vị quản lý thì tập trung duy tu sửa chữa những cái vị trí nhỏ bằng bê tông dừng nguội để đảm bảo an toàn giao thông, êm thuận. Đơn vị luôn luôn có cảnh báo những cái vị trí sạt lở nguy hiểm để cho lái xe biết và những cái vị trí nguy hiểm đó để đề phòng. Mỗi mùa mưa bão thì tuyến đường này lại bị ách tắc cục bộ, thậm chí có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Năm nay, mưa bão được dự báo sẽ khắc nghiệt nên việc sẵn sàng các phương án ứng phó là cấp bách. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng sớm bố trí vốn để hoàn thiện việc nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mục tiêu cắt giảm 90% lượng chất ô nhiễm không khí tăng thêm vào năm 2030 đối với lĩnh vực giao thông vận tải. Lần đầu tiên trong lịch sử, SpaceX đưa thành công tầng đầu tiên của tổ hợp Starship quay trở lại, đạt được bước tiến mới trong nỗ lực phát triển các loại tên lửa tái sử dụng. Hôm nay, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm với sự tham gia của gần 500 nhân sự. Giai đoạn vận hành thử sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 11. Tuy vận hành thử nhưng sẽ diễn ra giống như vận hành thương mại chính thức với thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu là 4 phút 30 giây và chia thành 2 ca làm việc mỗi ngày. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, toàn bộ nhân viên đã được đào tạo chuyển giao công nghệ từ nhà thầu, chuyên gia nước ngoài để chuẩn bị cho hành trình vận hành tuyến Metro đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những nhân sự trụ cột nền tảng cho hệ thống đường sắt đô thị thành phố tương lai.
Mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh phát thải 35 triệu tấn carbon, trong đó thì riêng ngành giao thông vận tải là 13 triệu tấn, chiếm gần 40%. Theo thống kê cuối năm 2023, thành phố có 10 triệu phương tiện giao thông với hơn 7,6 triệu xe máy, rất ít trong đó là phương tiện sử dụng năng lượng sạch, chưa đến 1%. Các chuyên gia cho rằng để phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị xanh thì giao thông phải đi trước. Chuyển đổi xanh trong giao thông đang được thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện. Trong chương trình giảm ô nhiễm môi trường thì thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu cho lĩnh vực giao thông vận tải là sẽ cắt giảm 90% lượng khí thải ô nhiễm tăng thêm vào năm 2030, trong đó phát triển giao thông điện được xem là giải pháp lựa chọn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận dụng nghị quyết 98 của Quốc hội khóa 15 thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, quy định việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát triển giao thông bền vững. Cụ thể thì Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ ban hành chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với các cá nhân tập thể thực hiện chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, sẽ thu mua đổi phương tiện giao thông cũ sang phương tiện giao thông mới sử dụng năng lượng sạch, đầu tư phát triển giao thông công cộng kết hợp lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định sẽ sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện các nội dung này. Vận dụng nghị quyết số 98 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các chính sách hỗ trợ ưu đãi chuyển đổi từ phương tiện giao thông sử dụng nguyên liệu hóa thạch sang nguyên liệu sạch. Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn Cần Giờ làm nơi thí điểm để chuyển đổi giao thông xanh. Kỳ vọng đây sẽ là địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh đạt net zero. Đề án thí điểm được giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo đề xuất của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi giao thông xanh tại Cần Giờ được chia thành từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong từng giai đoạn sẽ thực hiện hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện và đưa ra mục tiêu chuyển đổi đến từng hộ gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu toàn bộ phương tiện tham gia giao thông tại Cần Giờ sẽ đều xanh và sạch. Trên tinh thần bà con nhân dân Cần Giờ hết sức là phấn khởi. Thứ điểm như vậy thì nó vừa là một cái niềm vinh dự mà cũng vừa là một cái niềm mong mỏi của nhân dân Cần Giờ trong thời gian vừa qua. Làm sao để đảm bảo được cái mảng xanh của Cần Giờ trong tương lai khi mà chúng ta lên thành phố. Như vậy thì vừa nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà cũng vừa đảm bảo cho cái môi trường sinh thái. Cần Giờ là địa phương duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp biển với 23 km bờ biển và 40.000 hecta rừng ngập mặn sinh quyển được UNESCO bảo tồn. Bên cạnh đề án phát triển giao thông xanh, nghị quyết 12 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định xây dựng và phát triển Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một thành phố xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Cái hướng Cần Giờ là làm sao đi trước, xanh hóa tất cả các hoạt động trước. Đối với thành phố này mà nội thành, mà chuyển toàn bộ xe máy thành xe điện chẳng hạn là cả vấn đề. Thành ra phải chọn nơi nào có điều kiện nhất, dễ làm nhất thì làm trước, thì tận dụng chính sách để làm trước. Tôi thì có tham vọng hay là có ý muốn làm sao Cần Giờ là nơi tiến tới net zero sớm nhất. Ngay từ khi tôi tham gia hoạt động trong thành phố, những ngày đầu khi đi khảo sát và đi giám sát tại huyện Cần Giờ, trong lòng tôi luôn luôn mong muốn là thành phố sẽ trước mắt sẽ làm thí điểm tại Cần Giờ về cái mô hình, về cái chuyển đổi cái giao thông xanh. Thì tôi nghĩ rằng cái sự chọn lựa đó của thành phố rất là quan trọng, và nhất là trong cái nghị quyết 98 vừa rồi thành phố có cái đề xuất đã được Quốc hội cũng được chính phủ để trình Quốc hội thông qua. Theo đề án nghiên cứu, tổng kinh phí thực hiện chuyển đổi giao thông xanh tại Cần Giờ dự kiến là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp xã hội hóa khoảng 590 tỷ đồng, vốn ngân sách của thành phố khoảng 384 tỷ đồng. Bên cạnh việc thí điểm chuyển đổi tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giao thông Vận tải thành phố lập đề án xanh hóa phương tiện giao thông công cộng. Mục tiêu là đến năm 2030, toàn bộ xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là xe điện. Đề án dự kiến sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết tại kỳ họp tháng 12 năm nay. Cho đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 30% xe buýt là sử dụng năng lượng xanh, bao gồm năng lượng CNG và năng lượng điện. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện song song hai việc,
Một là với những tuyến xe buýt đang hiện hữu thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi dần, thay thế sang sử dụng xe năng lượng xanh, năng lượng điện. Còn với những tuyến xe buýt mà bắt đầu mở mới từ năm 2025 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng 100% là xe buýt điện. Nếu được như vậy thì môi trường rất là sạch, không khí trong lành hơn, không có bị khói bụi. Đó là điều người dân rất là mong muốn. Tôi nghĩ việc này sẽ rất tốt bởi vì với xe buýt điện chúng ta có thể bảo vệ môi trường và đồng thời lúc đó sẽ có nhiều xe buýt mới hơn được trang bị. Người dân sẽ được dùng dịch vụ này thuận lợi hơn. Theo đề án của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nguồn kinh phí chuyển đổi xe buýt xanh từ năm 2025 đến năm 2030 của thành phố sẽ là hơn 3.500 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ lãi vay cho các nhà đầu tư, đơn vị vận tải thực hiện chuyển đổi và xây dựng các trạm sạc điện công cộng. Từ bây giờ năm 2024 cho đến năm 2030 thì có thể coi đây là một cái giai đoạn quá độ, dần dần từng bước thông qua các cái hoạt động vận tải dưới hình thức là đặt hàng hoặc đấu thầu thì sẽ dần dần loại xăng và CNG, và từ năm 2030 trở đi thì tất cả các cái hoạt động vận tải công cộng xe buýt đều là dùng bằng xe điện. Đây là cơ hội vàng bởi vì chúng ta có cái nghị quyết 98 của Quốc hội, tức là có thể làm được những cái chuyện mà đi trước đón đầu. Trong đề án xanh hóa xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đề xuất rất nhiều những chính sách ưu đãi hấp dẫn cho các nhà đầu tư cũng như là các đơn vị vận tải hành khách. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến đó là chính sách cho vay vốn đến 85% và các đơn vị vận tải thì chỉ phải trả một mức lãi suất cố định vay trong 7 năm đầu là 3%. Đây có thể xem là ưu đãi tốt nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy từng bước đi trong chuyển đổi giao thông xanh đang được thành phố Hồ Chí Minh vạch ra một cách cụ thể, đảm bảo bước đến đâu, vững đến đó, hoàn thành mục tiêu net zero vào năm 2050, góp phần vào sự phát triển kinh tế xanh và số của thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là bảo vật quốc gia. Tỉnh Bắc Ninh hiện đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với hiện vật này. Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ấn cao 10,4 cm, nặng hơn 10 kg, mặt hình vuông. Đề ấn in dòng chữ Hoàng đế Chi Bảo có nghĩa là báu vật của hoàng đế. Tháng 11 năm ngoái, ấn vàng từ Pháp đã chính thức được hồi hương sau hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Doanh nhân Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, đã chi 6,1 triệu euro, tương đương hơn 153 tỷ đồng mua ấn dưới sự bảo trợ của chính phủ và các bộ ngành cơ quan của Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Triều Tiên cáo buộc máy bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận Bình Nhưỡng 3 lần để giải truyền đơn chống lại Triều Tiên. Nước này cảnh báo Hàn Quốc về một cuộc xung đột kéo dài, đồng thời lệnh cho các đơn vị vũ trang sẵn sàng khai hỏa nếu hành động này tiếp tục tái diễn. Phát thanh viên đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đọc thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ra lệnh cho các đơn vị ở mọi cấp độ chuẩn bị ứng phó đầy đủ với mọi diễn biến tình hình, sẵn sàng các cuộc tấn công ngay lập tức vào các mục tiêu kẻ thù khi xác nhận các hành động khiêu khích. Triều Tiên không loại trừ khả năng xung đột vũ trang kéo dài. Trước đó vào cuối tuần, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong cũng đã đưa ra cảnh báo rằng việc phát hiện ra một máy bay không người lái mới của Hàn Quốc trong lãnh thổ Triều Tiên chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Hiện chính phủ Hàn Quốc chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào xác nhận hoặc bác bỏ việc có điều khiển máy bay không người lái xâm phạm không phận Triều Tiên hay không, tuy nhiên cho biết đang theo dõi sát mọi động thái của Triều Tiên. Tại Liban, giữa bối cảnh căng thẳng hiện nay, người dân trong khu vực chiến sự ở biên giới buộc phải rời bỏ nhà cửa, mang theo những vật dụng tối thiểu và cần thiết, vội vã sơ tán để đảm bảo mạng sống. Trong số đó thì những người phụ nữ đang mang thai là chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Tại khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh, bác sĩ Nicolas Baclini đang chăm sóc cho một bé gái trong lồng ấp. Bé gái và em trai sinh đôi sinh non khi mẹ của các con phải sơ tán khỏi miền nam thủ đô Beirut do các vụ đánh bom.
Bác sĩ tin rằng việc sinh non là do người mẹ căng thẳng khi phải chạy trốn khỏi nhà và trải qua các cuộc oanh tạc. Thực tế, ông đã nhận thấy tình trạng sinh non và thai nhi tử vong gia tăng đáng kể kể từ khi xung đột nổ ra vào năm ngoái. Bom đạn kể cả ở xa sẽ gây áp lực lên bụng sản phụ, gây vỡ ối và các cơn co thắt. Khi đó kể cả sản phụ đang ở tháng thứ 5 vẫn sẽ sinh con, chuyển dạ sớm, sảy thai là những ảnh hưởng từ xung đột. Tất cả các giường của bệnh viện phụ sản đều đã kín chỗ khi nhiều sản phụ phải sinh sớm, hoặc do tự nguyện vì phải di rời và không có nơi nào để tá túc, hoặc là do bị sinh non. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 11.600 phụ nữ mang thai ở Liban, trong đó khoảng 4.000 người dự kiến sẽ sinh con trong 3 tháng tới. Nhiều người phải di tản và vật lộn với nơi ở không ổn định, thiếu dinh dưỡng và điều kiện vệ sinh. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước và sau khi sinh ngày càng khó khăn. Những bà mẹ mang thai sẽ rất khó chịu khi nghe thấy tiếng bom đạn và tiếng ồn. Điều này cũng gây căng thẳng cho em bé. Nếu họ sinh con trong xung đột, em bé sẽ bị căng thẳng, người mẹ sẽ bị trầm cảm và sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe. Trong bối cảnh hiện nay, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết đang nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp để triển khai công tác cứu trợ nhân đạo và bảo vệ những bà mẹ, trẻ em và những người đi sơ tán ở quốc gia này. Cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ một người đàn ông có vũ trang với súng và giấy tờ giả tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Coachella, bang California. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Riverside cho biết, nghi phạm được xác định là Van Miller, 49 tuổi, sống tại Las Vegas. Tên này hiện đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh $5,000 và dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Cơ quan mật vụ cho biết đã nắm được thông tin về vụ bắt giữ và khẳng định rằng cả ông Trump lẫn những người tham dự buổi vận động đều không gặp nguy hiểm. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Cuối tuần qua, ông Trump đã đề nghị được bảo vệ bằng trực thăng và xe quân sự trong những tuần vận động tranh cử cuối cùng. Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ đã đạt được một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển các loại tên lửa tái sử dụng. Theo đó, thì lần đầu tiên trong lịch sử, SpaceX đã bắt lại thành công tên lửa đẩy Super Heavy, tầng đầu tiên của tổ hợp Starship, khi thành công đưa tầng này quay trở lại bệ phóng trong buổi phóng thử nghiệm. Những hình ảnh được phát trực tiếp về buổi phóng thử của SpaceX ở Texas cho thấy tên lửa đẩy Super Heavy đã được phóng lên cùng với tàu vũ trụ Starship. Sau vài phút đã quay trở lại bệ phóng với một quy trình kiểm soát hoàn hảo, được đôi cánh tay cơ khí khổng lồ vươn ra từ tháp phóng đỡ lấy và hạ xuống một cách chậm rãi. SpaceX cho biết các kỹ sư của hãng đã dành nhiều năm để chuẩn bị và nhiều tháng để thử nghiệm cho nỗ lực bắt tên lửa đẩy. Các kỹ thuật viên dành hàng chục nghìn giờ để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tối đa hóa cơ hội thành công. Một người phát ngôn của SpaceX khẳng định đây là khoảnh khắc đi vào lịch sử ngành nghiên cứu kỹ thuật khi tháp phóng đã bắt chính xác tên lửa đẩy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động 365 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.